Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình bản tin phân tích, phóng sự cộng đồng và phát triển tiểu thương. Để mới đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích và nhận định thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài. 90 năm có đảng nhưng mất tương lai do nhà báo Phạm Trần Biên soạn. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế, văn hóa phát triển, chính trị, xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Đó là lời tự khoe của Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc phỏng vấn đầu năm dành cho thông tấn xã nhà nước ngày 3 tháng Giêng 2020. Nhưng sau tấm màn nhung giả tạo này là quốc nạn tham nhũng năm sau cao hơn năm trước của cán bộ, đảng viên, tình trạng thanh niên mất định hướng, hàng ngũ lãnh đạo suy thoái tư tưởng, mất đạo đức trong lối sống xã hội băng hoại trong các lĩnh vực giáo dục, đạo lý, thuần phong mỹ tục, tội phạm, nghiện sĩ ke ma túy, cờ bạc, tai nạn lưu thông và ngày càng có nhiều người trẻ muốn bỏ nước ra đi. Tại sao? Vì đảng duy nhất cầm quyền cộng sản tiếp tục độc tài và độc quyền cai trị đất nước, mặc dù nhân dân này trên 80 triệu người chưa bao giờ bỏ phiếu hay ủy thác cho đảng giữ quyền này đảng đã tự ý trong chủ nghĩa cộng sản ngoại lai mark lenin và tư tưởng cộng sản hồ chí minh vào cổ dân nhưng chưa bao giờ dám trưng cầu ý dân xem họ có muốn hay không đảng còn bao biện tự cho mình là quyền lãnh đạo toàn xã hội và không chấp nhận đa đảng chính trị đảng còn độc quyền ngôn luận không cho tư nhân ra báo và kiểm soát gắt gao các diễn đàn dân sự trên internet của cá nhân và tập thể. Đảng cũng chỉ muốn có một quốc hội và các hội đồng nhân dân do người của Đảng hay cảm tình viên kiểm soát. Đảng cũng sợ bị lật đổ nếu để cho dân có quyền biểu tình và lập hội như quy định trong điều 25 Hiến pháp nên đã tìm mọi cách trì hoãn việc làm luật của Quốc hội điều 25 công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đã thành lập và bỏ tiền nuôi ăn các tổ chức ngoại vi để mạo nhận tính đại diện nhân dân như Mặt trận Tổ quốc, Hội cụ chiến binh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, vân vân. Tổng chi phí hàng năm cho các tổ chức không làm gì cho dân này ước lượng khoảng 68.000 tỷ đồng. Kỳ tích hại dân. Vậy mà trong cuộc phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn huyên hoang nói rằng thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có đảng đến nay đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đứng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định ngoại thắng lợi của cách mạng nước ta làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước việt nam đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mạng lãnh đạo cách mạng xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Kỳ tích là gì? Ngoài chiến thắng Điện Biên Phủ mà đảng tự phong là chấn động địa cầu, ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã chia đất nước làm hai. Hơn một triệu người miền Bắc bỏ của chạy lấy người vào Nam, tìm tự do và xây dựng đời sống ấm no với đồng bào ruột thịt miền Nam. Sau đó là kỳ tích của chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 mà Đảng Cộng sản Việt Nam khi ấy do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đã can tâm giết hại từ khoảng 15.000 đến 50.000 người dân vô tội hay bị cáo oan. Sau đó, bắt đầu từ năm 1960, Đảng Lao động Việt Nam sau đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa kế hoạch xâm lăng miền Nam qua chiêu bài gọi là giải phóng để chiếm phần lãnh thổ còn lại bằng võ lực với súng đạn và lương thực của Trung Cộng và khối Cộng sản quốc tế do Nga lãnh đạo. Hậu quả của chiến dịch kỳ tích mang tên Hồ Chí Minh kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đặt miền Nam trong gông cùng Cộng sản. Từ đó, thay vì hòa giải dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt kỳ tích khác bằng cách chiến dịch trả thù quân cán chính miền Nam qua các đợt bắt tù gọi là học tập cải tạo và tấn công giới thương nghiệp miền Nam để cướp tài sản. Tiếp theo là kỳ tích quốc hận mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra cho hàng chục ngàn người miền Nam bị chết thê thảm trên đường vượt biển và vượt biên tìm tự do sau năm 1975. Cũng là một kỳ tích khi chưa bao giờ trong lịch sử nước Việt đã có trên 4 triệu người dân đa phần là tị nạn cộng sản từ miền Nam Việt Nam bỏ nước ra đi sống rải rác trên thế giới. Giờ đây, sau gần 45 năm thống nhất đất nước mà giấc mơ đại đoàn kết dân trong chiêu bài hòa hợp dân tộc, một chiều của đảng đã bị tẩy chay bởi người miền Nam ở nước ngoài. Mặt trái của nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 chỉ nhằm thu hút trí tuệ, khả năng và vật lực của người Việt ở nước ngoài về giúp đảng củng cố quyền hành và xây dựng đất nước theo chủ trương và chính sách của đảng cầm quyền. Tuyệt nhiên, Nghị quyết 36 không có thực tâm hòa giải những bất đồng trong dân tộc và giữa các khuynh hướng chính trị cộng sản và không cộng sản. Do đó, nó chỉ là một chiêu bài nhằm kích thích tình tự dân tộc và nỗi nhớ về quê hương và nguồn cội của người xa xứ để có lợi cho nhà nước. Bằng chứng thất bại của Nghị quyết 36 là đã có rất ít trí thức tị nạn chịu về giúp nước theo các điều kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chỉ có số đếm trên đầu ngón tay, số thương gia Việt hải ngoại chịu bỏ tiền đầu tư vào các dự án kinh tế lớn. Tính đến cuối năm 2019, tùy có khoảng 300 doanh nghiệp đã đầu tư lối 4 tỷ đô la nhưng chỉ tập trung vào ngành địa ốc và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhận được trên 16 tỷ 700 triệu đô la gọi là kiều hối của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về giúp gia đình hay đầu tư trong năm 2019, tăng 800 triệu đô la so với năm 2018 người trong nước. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì như thế. Người Việt trong nước không dính dáng với đảng và các tổ chức của đảng cũng không may mắn hơn. Giới, lao động, trần lẫm tay bùn thì làm công lưng vẫn không đủ sống. Ngược lại, cán bộ đảng viên có chức có quyền. tuy cấp trung đối với đồng lương đủ ăn, nhưng lại có nhà lầu, nhà cho thuê, xe hơi hoặc đất đai thì Tiền nay đâu ra không thấy, nhà nước điều tra. Khôi hài là khi bị vặn hỏi, có người khai nhờ nuôi lợn, nuôi heo hay bán chổi, trồng rau sạch bán, vân vân. Đến khi bắt khai thì khai xong lại nộp cho thủ trưởng hay là cơ quan nơi làm việc cất đi hoặc chỉ công bố trong nội bộ không cho dân biết thì khai làm gì mà cho xấu hổ. Cũng vì đã có bất công và lợi ích nhóm làm giàu bất chính nhưng đảng không tìm ra manh mối nên đã có tiếng nói của những người can đảm và trí thức đòi dân chủ và thực hiện quyền dân để xã hội có công bằng và pháp trị. Nhưng thay vì lắng nghe, đảng lại quy chụp những người này bằng nhiều loại mũ như phản động, cơ hội chính trị hay nội gián của các thế lực thù địch hoặc tay sai của diễn biến hòa bình để chống phá đảng. Lý do đảng muốn đội cho họ nhiều mũ vì đảng cầm quyền không muốn đối thoại với những người dù biết có thiện tâm vì sợ mất thể diệt ta là lãnh đạo. Vì vậy đã có một khoảng trống sâu thẳm giữa những người đấu tranh đòi dân chủ, quyền con người với hàng ngũ lãnh đạo. Cách riêng giữa Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với trí thức những người đã nhìn ra sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam nhất là thứ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Kính thưa quý vị vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.